Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay mời các bạn xem bản tin Đại hội 13 quân đội buông súng lên mạng chiến đấu với nhân dân. Trả lời báo chí bên lề Đại hội Đảng lần thứ 13 vào hôm 26 tháng 1, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết, một trong những chiến lược phát triển quân đội thời gian tới là bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, đó là nhiệm vụ trên một vùng trời lãnh thổ mới. Thoạt nghe thì có vẻ quân đội Việt Nam hoạt động mạnh trên không gian mạng để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân bằng các hành động cụ thể như chống tin tặc, bảo vệ bí mật quốc phòng của quốc gia, chống ăn cắp công nghệ, vân vân. Đây là hình ảnh Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Nhưng trên thực tế, với sự ra đời của lực lượng 47 của Bộ Tư lệnh Tác chiến Không gian mạng, thì Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động trên mạng là không gian mạng chỉ nhằm để trấn áp các tiếng nói đối lập và không đồng quan điểm với Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhà báo Bùi Tín trước đây từng là phó tổng biên tập của báo Nhân dân, đại tá Quân đội Nhân dân Việt Nam, nhân vật bất đồng chính kiến và chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Khi còn sống, ông đã nhận định như sau. Mở đầu vào năm mới 2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Quân ủy Trung ương quyết định cử đại tá Tống Viết Trung, phó tổng giám đốc Tổng công ty Viễn thông Quân đội Viettel làm phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Tác chiến Không gian mạng. Kèm theo thông tin lực lượng này có 10.000 tinh binh mang tên Lực lượng 47. Theo hình ảnh, khẩu súng AK và khẩu súng lợi hại nhất của bộ binh trong chiến tranh là hình thức tuyên chiến với toàn dân. Ông khẳng định do bộ máy tuyên huấn của Đảng tỏ ra bất lực một cách thê thảm và nguy hiểm cho Đảng vào đầu năm 2018, Tổng Bí thư và Bộ Chính trị cùng Quân ủy Trung ương giật mình bỗng nảy ra sáng kiến thành lập Bộ Tư lệnh Tác chiến mạng, chuyển trách nhiệm lãnh đạo cuộc đấu tranh tư tưởng trong xã hội từ ban tuyên giáo sang cho quân đội đảm nhận. Một thủ lĩnh của Viettel được giao nhiệm vụ này khi Viettel hiện nguyên hình là một tổ chức cướp đất của người dân ở Đồng Tâm, Mỹ Đức, một tổ chức viễn thông của Bộ Quốc phòng, một ổ tham nhũng cực lớn lấn án chức năng thông tin viễn thông của Bộ Thông tin và Truyền thông để kiếm lợi rất lớn chia chác cho nhau. Và đối tượng tác chiến của cái bộ tư lệnh trên mạng này là ai? Toàn là dân đang khao khát các nền dân chủ và tự do vì ngày càng thấy thối mục thua kém các nước láng giềng xung quanh về mọi mặt là do thể chế độc đảng quá lỗi thời gây ra, do mà ông Tổng Bí thư giả đùa kiên định những điều lẽ ra đã phải bỏ từ lâu như kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, kiên định chủ nghĩa xã hội, kiên định lấy quốc danh làm chủ đạo, kiên định chính sách đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước thay mặt quản lý. Những kiên định ấy chính là nguồn gốc của mọi bất công, đói nghèo và lạc hậu. Như vậy, Quân đội Nhân dân Việt Nam nay do Đảng bắt đầu cắt bỏ hai chữ nhân dân mà chỉ là quân đội của Đảng, do Đảng chỉ huy để chống lại sự khát vọng dân chủ, nhân quyền của người dân trong cả nước. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ công bố quyết định thành lập Bộ Tư lệnh Tác chiến Không gian mạng vào ngày 8 tháng 1 năm 2018. Ông Tổng Bí thư và Chủ tịch Quân ủy Trung ương trên thực tế đã xóa bỏ 10 lời thề danh dự của Quân đội Nhân dân Việt Nam, do dân, vì nhân dân mà quên mình, vì nhân dân hy sinh để cưỡng bức quân đội chống lại nhân dân. Nhà báo Bùi Tín ngay từ thời điểm đó đã nhận định cuộc chiến giữa quân đội và nhân dân do chính quyền cộng sản khơi mào chắc chắn sẽ thất bại, bởi qua cuộc đọ sức thực tế, quân đội sẽ ngày càng nhận ra lẽ phải và gắn bó hơn với nhân dân, với bà con quê hương, với các tổ chức xã hội dân sự sẽ ngày càng nhận ra sự lừa dối phi nghĩa của Đảng, vì 10.000 tên bộ đội tác chiến phóng trên mạng là các lực lượng 47 chỉ là một lũ kiêu binh mù quáng. Vì chống lại chúng, nhân dân có hàng trăm triệu tay nam nữ, thanh niên trí thức am hiểu sâu về kỹ thuật, làm chủ máy tính hiện đại, hàng triệu email, hàng triệu Facebook và hàng vạn blogger tình nguyện. Lực lượng lành mạnh này dám thách thức lực lượng 47 mở cuộc điều tra công khai về công luận xem nhân dân còn có bao nhiêu người còn tin ở thứ chủ nghĩa Mác Lênin, còn tin ở chủ nghĩa xã hội viển vông, ở chế độ độc đảng phi dân chủ hay không. Họ không dám làm thì tự các tổ chức xã hội và công dân sẽ có thể làm một cách công khai, đàng hoàng và khoa học. Vỏ quyết dày đã có móng tay nhọn, số lượng và chất lượng đấu tranh trong cuộc chiến ảo, lý thú và hệ thống này thuộc về phía nhân dân. Và không có gì liều và dại bằng tuyên chiến với toàn dân đang thức tỉnh đòi dân chủ, nhân quyền một cách kiên trì và quyết liệt. Facebook Lộc Phạm cũng đã cùng quan điểm trên khi viết như sau. Nhiệm vụ cao quý của bất cứ quân đội nào trên thế giới là chiến đấu bảo vệ đất nước và nhân dân. Đây là hình ông Đại tướng Ngô Xuân Lịch hội kiến với Thượng tướng Hứa Kỳ Lượng,
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc vào hồi tháng 10 năm 2018. Thật chua chát khi những người lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt một thời gian dài đã quy phục kẻ thù Trung Quốc, hoàn toàn bỏ quên chức năng tác chiến trên biển lẫn trên bộ, nhất là từ khi Trung Quốc chiếm Hoàng Sa rồi toàn bộ Biển Đông của Việt Nam. Nhưng này lại theo đuổi Bắc Kinh lập ra lực lượng 47 như một hình thức nô lệ mới của một thứ chư hầu. Ai cũng thấy, việc Đảng Cộng sản Việt Nam lập ra Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng không phải là để bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, mà của họ hay gì khác, mà chính là nhằm biến một bộ phận quân đội trở thành một đạo quân phản động chống lại nhân dân. Khác với dư luận viên thông thường lâu nay được nuôi ăn và cổ vũ bởi Ban Tuyên giáo Trung ương với nhiệm vụ chửi bới thô tục, kích động hận thù, tuyên truyền lếu láo, rẻ tiền, thì lực lượng 47 hiện nay không có gì khác hơn là một đạo quân hacker chuyên nghiệp được hỗ trợ tích cực bởi Trung Quốc, ngày ngày và ngày đêm rình mò tung virus độc hại, chiếm đoạt các tài khoản và tung tin giả nhằm khống chế các trang mạng xã hội, các nhà đấu tranh dân chủ để vô hiệu hóa các hoạt động của họ. Điều này cho thấy rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang hết sức run sợ vì cộng đồng mạng trong và ngoài nước. Trong mấy năm vừa qua, lực lượng dân cư mạng đã làm thay đổi cục diện, hay nói một cách khác là bộ máy tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã không hoàn toàn chủ động như trước nữa và nó gần như đã thất bại hoàn toàn trước người dân. Có thể nói, thế tấn công của cộng đồng mạng ngày càng gia tăng và rất tinh vi khi đã làm cho bộ máy tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam nằm trong thế bị động, chỉ có chống đỡ đến mức phải huy động cả quân đội ra để bảo vệ đảng trên không gian mạng. Ông Lộc khi đó đã nói nêu cao và kêu gọi các quân nhân trong lực lượng quân đội hãy cùng nhau kêu gọi phi chính trị hóa quân đội để đưa quân đội trở thành làm nhiệm vụ chính yếu của mình là bảo vệ Tổ quốc. Và lời dự đoán của nhà bất đồng chính kiến Việt Nam nổi tiếng thế giới càng có thêm cơ sở khi mà chỉ 2 năm sau được thông báo về sự tồn tại của lực lượng 47 vừa hồng vừa chuyên vào cuối năm 2019. Thiếu tướng Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh cho lực lượng 47 phải không ngủ để đấu tranh trên mạng. Đây là hình ảnh ông Thiếu tướng Ngô Minh Châu. Thiếu tướng Ngô Minh Châu than phiền về năng lực tác chiến của lực lượng 47 như sau. Vào lực lượng này cứ xin ý kiến chỉ đạo giết thì có gì được đâu. Chúng ta như con gà công nghiệp, trong khi họ là gà ta chạy khắp nơi và rất linh hoạt. Từ phát biểu của ông Châu, Facebook Trung Nguyễn nhận định lực lượng 47 này toàn là thụ động. Có một bài viết mới, một thông tin mới xuất hiện trên mạng có thể gây bất lợi cho uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì lực lượng này cũng nằm im, không ho he gì mà phải xin ý kiến chỉ đạo cấp trên, coi nên phản bác như thế nào cho thỏa đáng. Thế nhưng, một ngày ở trên mạng thì có hàng chục ngàn, thậm chí hàng trăm ngàn thông tin và bài viết cá nhân mới với đủ thứ đề tài, thì các chỉ huy của lực lượng 47 có ba đầu sáu tay cũng không thể giải quyết hết được. Kết quả là cuộc đấu tranh về mặt tuyên truyền trên Internet của Đảng Cộng sản Việt Nam hoàn toàn tê liệt, đành phải dựa vào bạo lực bắt bớ để làm người dân sợ hãi. Cần nói rõ là bản thân các quan chức cấp cao nhất phụ trách tuyên truyền của Đảng Cộng sản trong Ban Tuyên giáo, Hội đồng Lý luận Trung ương đều không dám ra tranh luận thẳng thắn và công khai với người đấu tranh dân chủ. Tức là họ thừa biết họ đã thua về mặt lý luận, thì làm sao những chiến sĩ 47 có đủ khả năng và năng lực và kiến thức để có thể bút chiến với người dân cả nước. Và nếu có trách thì cũng nên trách móc giới cai trị, trong đó chính bản thân ông Châu vì chẳng nghĩ được thứ lý luận dây ra hồn để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, thứ mà quốc tế và thế giới đã vứt vào sọt rác từ cách đây 30 năm. Cũng theo ông Trung Nguyễn, vừa qua các cựu tư lệnh của lực lượng 47, dư luận viên cao cấp của Đảng là Nguyễn Bắc Son cũng phải nhận án tù chung thân, Trương Minh Tuấn nhận án 14 năm tù. Đây là hình ảnh phiên tòa xét xử hai nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn vào hôm 28 tháng 12 năm 2019. Riêng ông Trương Minh Tuấn còn chủ biên cuốn sách Phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa về tư tưởng trong cán bộ đảng viên hiện nay. Chắc cũng nhiều anh em trong lực lượng 47 đã phải đi học và học tập huấn về cuốn sách này. Chắc các anh em 47 và dư luận viên cũng phải rủa thầm trong bụng rằng tại sao mình phải phục vụ những kẻ lãnh đạo, chỉ huy hèn nhát, bất tài, đạo đức giả và tham nhũng kinh khủng như vậy. Chúng hèn nhát khi không dám đối diện với những người bất đồng chính kiến, chúng giao giảng đạo đức, nhưng chúng là phường tham nhũng, phản dân, hại nước, là giặc nội xâm. Vậy mà chúng đi giao giảng đạo đức cho các anh em và kêu gọi các anh em phải không ngủ để bảo vệ bọn chúng hay sao? Ông Trung cũng nhận định
các chiến binh mạng như lực lượng 47 hoặc là dư luận viên hiện tại đã không còn lý tưởng. Chính bản thân Nguyễn Đình Khánh, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An cũng đã nói, nếu cứ bắt các cán bộ đoàn, hội tham gia, chưa chắc đồng chí đã có thành tích, hoặc đã thích, mà thích rồi nhưng chất lượng không đủ cũng không hiệu quả. Tức là các cán bộ cộng sản cũng chẳng có hứng thú gì và đủ trình độ để có thể tranh luận với những người đấu tranh dân chủ. Ngược lại, khi các chiến binh mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam suốt ngày phải đọc những bài viết khai dân trí của những người dân chủ, họ hẳn cũng phải thay đổi tư duy và cảm thấy bị thuyết phục. Chính vì vậy nên họ đã không có tác động và không có động lực để phản bác lại những người đấu tranh cho dân chủ. Như thế, khi Đảng Cộng sản Việt Nam không còn tiền để trả lực cho lực lượng 47 và cảnh sát cơ động, quân đội, thì chẳng có ai có thể cứu được Đảng Cộng sản Việt Nam nữa. Các quan chức cộng sản cũng biết vậy nên đã gửi con cái, tiền bạc và tẩu tán tài sản hàng triệu, hàng tỷ đô la ra nước ngoài. Thời cơ dân chủ hóa đất nước đã hiện rất rõ. Từng người dân Việt Nam, nhất là các trí thức, thanh niên, cũng cần phải chuẩn bị sẵn sàng ngay từ giờ để có thể xây dựng lại một nhà nước dân chủ, pháp quyền thực sự tại Việt Nam. Qua đó, ông Trung cũng gửi lời kêu gọi riêng đến lực lượng 47 là các anh em thay vì phải thức như tướng Châu kêu gọi thì cứ nên đi ngủ sớm để giữ sức khỏe nhằm phục vụ nhân dân, phục vụ cho chế độ dân chủ, pháp quyền sau này. Hãy để giới cai trị cộng sản tự lo cho bản thân của họ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay với bản tin Đại hội 13 quân đội buông súng lên mạng chiến đấu với nhân dân. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.